Ok, xin chào anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm qua ấy, thì tôi có giới thiệu cho anh em cái line up 9 phe giờ và theo cái phong cách cũng như là sách giáo khoa của anh em Hot 1108. Và tôi cũng phải lấy làm bất ngờ khi mà cái clip ngày hôm qua có khá là đông người xem. Đấy, và cũng đã có rất nhiều anh em là đã thử vào trong rank sáng nay để chơi cái bộ đấy. Ui, có anh em chào tôi này. Từ từ nhá. Hôm qua ấy, thì anh em đã thử và anh em cũng đã confirm cho tôi. Đấy, rất nhiều anh em confirm là cái bộ đấy nó đánh nó khá là khó chơi. Đấy. Và thực ra thì nó cũng không khó chơi đâu. Tôi nghĩ là nó chơi ấy, về cái bộ đấy thì cái độ khó của nó rơi vào đâu đấy, nó chỉ khoảng 7 điểm thôi. Tuy là nó không khó. Anh em nhá. Cái tầm 8 điểm thì tôi mới tính là khó, còn 7 điểm thì nó là bình thường. Có rất nhiều những cái line up nó khó hơn rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là line up 4 Witcher chả, 4 Witcher kết hợp với cả 4 Freed. Đấy, kẹp với cả 5 đô bắn trưởng. Đó là cái line up khó nhiều, hay là nói rất là đơn giản một cái line up mà ai cũng biết nhưng mà không phải ai cũng chơi được, đấy chính là line up Insectoid. Đó, chính là những cái line up mà chơi rất khó. Hay là ví dụ, tôi lấy ví dụ như là cái line up Ngũ Long Hóa Hình của tôi chẳng hạn. Đó là một trong những cái line up mà cũng tương đối khó chơi, nhưng mà đánh giá cũng chỉ 8 điểm thôi. Lần trước gặp quá khứ của ông hay là anh em này hình như là vừa mới gặp cái ông fake tôi đúng không? Quá khứ của tôi chắc là ông fake tôi chứ. Đang nói đến đâu ấy nhở? À, đang nói đến cái việc là tôi đánh giá cái bộ đấy 7 điểm thì có nghĩa là như nào? Có nghĩa là nó trên cái mức dễ đấy, nhưng mà nó không đạt đến cái mức khó đâu anh em ạ. Rồi. Tôi lấy ví dụ nhá, như là cái bộ này, thì nó gọi là dễ. Đấy chính là bộ Shaman kẹp với cả Fallen Witcher. Cái bộ đấy thì mất lão luôn. Tức là chỉ cần eco, sau đó thì roll những cái con bài thuộc cái bộ đấy, sau đó là lật kèo thôi. Rất là dễ chơi. Hay là cái một bộ khác này mà tôi đánh giá là nó dễ này, đó chính là bộ 6 đỏ kẹp với cả người lùn. Đấy, 6 đỏ kẹp lùn rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi, cái bộ đấy cũng eco luôn. Nha anh em nhá. Đó là những cái line up mà rất là dễ chơi. Mà nếu mà để anh em mà so cái line up của anh em Hot 1108 ấy, mà anh em so sánh với cả cái line up ví dụ như là Shaman kẹp Fallen, hay là anh em so sánh với cả cái bộ đỏ kẹp Loon ấy, thì thôi anh em đừng có so sánh làm cái gì nha anh em nhá. Đương nhiên là nó khó hơn rồi. Đấy, anh em so sánh với những cái line up quá dễ thì nó khó hơn. Đấy, nhưng mà anh em hãy so sánh với cả những cái line up khó thì nó vẫn là dễ anh em nhá. Còn đa phần các anh em là cũng vừa mới chơi cái bộ đấy thì đương nhiên là anh em sẽ thấy là nó khó. Anh em chưa đạt đến cái cảnh giới của người ta nhá anh em nhá. Còn anh em cần phải tập luyện nhiều thì anh em mới đạt được cái cảnh giới đấy. Đấy, anh em thấy tôi sâu là có những cái trận đấu mà tôi sâu cho anh em cái lịch sử của anh em Hot 1108 ấy, anh em thấy là số farm toàn cái bộ đấy thôi và toàn top 1 top 2. Đấy. Và chỉ chơi cái bộ đấy thôi mà. Là anh em biết là nó là gọi là mắc thông thạo rồi, luyện đến tầng thứ 18 của người ta rồi. Đấy, người ta phải bỏ rất là nhiều công sức là người ta sáng tạo ra cái bộ đấy là một này. Đấy, người ta nghĩ ra cái cách chơi là một này. Người ta là cái người khởi đầu, người ta đã có cái cách chơi của người ta rồi. Đấy, cái thứ hai là người ta trong cái quá trình đấy là người ta đã trau dồi, người ta luyện tập rất nhiều. Đấy, qua trải qua đấy hàng trăm, hàng nghìn trận luôn. Tôi nghĩ là nó cũng phải rơi vào đâu đấy, nó phải tầm nghìn trận đấy. Mà chơi phe giờ nên là cái độ thông thạo nó phải gọi là mắc vinh. Mắc thông thạo luôn, biết là chơi như nào, sợ cái gì, đấy, sợ những cái line up nào ở trong game. Nó là cái ví dụ điển hình cho những cái người mà chỉ chơi một line up đấy anh em. Ví dụ tôi lấy ví dụ ở Việt Nam nhá, thì có ông Ma Tăng, là ông ấy là chơi Clyde, là chơi cái gì là cũng chơi Clyde hết, là chuyển sang là chơi kỹ sĩ hết. À đây này, úi dồi ôi, line up cây súng vàng khó build quá. Đấy, cũng có người bảo đấy. Đấy, toàn là các anh em mà nói chung là mới biết đến cái bộ đấy thì anh em sẽ thấy là nó khó, nhưng mà anh em cứ chơi đi, anh em cứ luyện đi nhá. Anh em luyện một thời gian anh em thấy không khó đâu, anh em cứ tin tôi. Tôi một thời gian tôi luyện xong cái bộ đấy là tôi thấy là nó cũng bình thường. Đấy, và để mà nói là mang vào giải đánh ấy, hoặc là mang vào cái lobby mà để mà đánh với những cái lobby gắt ấy là chơi được đấy anh em ạ. Bởi vì thường là những cái lobby gắt ấy nó sẽ cái tốc độ trận đấu nó nhanh lắm. Là cái bộ đấy nó phù hợp với cái lối chơi là Hyperon, đánh ở level thấp. Đấy, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Thì cái bộ đấy anh em thấy là ở trong cái trận trước tôi chơi ấy, cái tốc độ trận đấu nó rất nhanh, nó chỉ rơi vào đâu đấy nó khoảng hơn 30 round thôi, một chút thôi là trận đấu nó đã kết thúc rồi. Nó rất nhanh anh em ạ, nó không kéo đến late game đâu.
Đấy, để mà chơi với những cái lobby mà nhiều những người chơi sáu đỏ ấy, thì về late game, nếu mà kéo về late game thì cái bộ đấy nó sẽ đuối. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi với những cái line up ấy mà nó toàn là kiểu thần giáo ấy thì là đánh là rất hay đấy, rất thích ấy. Trong một cái trận đấu mà quá nhiều thần giáo. Súng này. Đấy mà trận này thì tôi không có đồ súng rồi nên tôi không chơi chơi cái bộ đấy nữa. Ok. Hôm nay tôi có thể là tôi sẽ không chơi cái line up của anh em Hot 1108, tức là tôi chơi Feather này, chơi 9 Feather nhưng mà súng làm co. Đấy thì tôi không chơi, nhưng mà nếu mà anh em muốn thì tôi cũng có thể là sẽ giới thiệu cho anh em một cái lab khác mà nó cũng là 9 Feather nhưng mà chơi theo cái kiểu khác. Đấy. Kiểu hôm qua nó là cái kiểu là Feather đánh tay nha anh em nhá, tôi là dồn đồ cho súng, là lấy những cái món đồ như là búa sét này, cướp điên này, đấy, hút máu trừ giáp này, ba tia này. Đấy là những cái món đồ mà đánh tay. Đó là cái nội dung của cái clip ngày hôm qua. Thì hôm nay, trong ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em vẫn là 9 Feather. Đấy, tôi vẫn sẽ chơi 9 Feather nhưng mà theo một cái lối chơi thông dụng nhất. Đấy, thông dụng hơn. Tức là chúng ta sẽ không có lấy những cái món đồ đam mà chúng ta sẽ lấy những cái món đồ thủ. Nhưng anh em nhá, chơi Feather thì lấy đồ thủ. Và chúng ta sẽ chơi theo cái sách giáo khoa thông dụng nhất của cái bộ này. Ok. Rồi. Cái bộ này thì nói chung là lấy toàn đồ thủ, sau đó là dồn đồ cho con cây, thế là xong. Chúng ta sẽ có một con cây bất tử. Còn những cái thằng nào chưa gặp nhỉ? Để xem nào. Ồ, chúng ta đã gặp gần như là hết tất cả những cái thằng mạnh nhất rồi. Ok, những cái thằng mạnh nhất đã gặp hết rồi. Bây giờ chỉ toàn những cái thằng ở phía dưới thôi. Những cái thằng ở phía dưới này thì cũng không có gì đáng lo cả. Chuỗi này có thể giữ được đấy. Chuỗi này giữ được anh em ạ. Thôi, đó. Cứ từ tốn thôi. Tôi tính là nếu mà còn những cái đối thủ mạnh thì tôi sẽ bán bớt một vài con rồi tôi up cấp luôn. Nhưng mà thôi. Ok. Cái này thì cũng 4 đỏ nhưng mà toàn 1 sao thôi nên là cũng không có gì lo lắng cả. Đỏ thì nó chỉ nhiều máu thôi chứ còn đam thì nó không có. Đây là trận này có khả năng là sẽ có người là sẽ chơi cái bộ 6 đỏ đấy. Hay quá anh em ơi. Wow, được rồi, ngon rồi. Rồi, đôn phát này. Đấy. Trận này là sẽ có người chơi 6 đỏ anh em nhá. Tôi nhìn là biết là sẽ có người chơi 6 đỏ rồi. Và cái bộ 6 đỏ ấy, 6 kiếp len nó là cái line up mà counter và cái bộ 9 Feather đấy anh em nhá. Đây là anh em phải hết sức cẩn thận với những cái trận đấu mà anh em có những cái người chơi đỏ. Đấy, 9 Feather rất sợ 6 đỏ. Đây là nếu mà trận đấu mà có 6 đỏ mà anh em cái bộ này anh em nói chung là không phải gọi là max player pro thì tốt nhất là anh em đừng chơi với những cái trận đấu mà có 6 đỏ. Còn nếu mà anh em muốn chơi được ở những cái trận đấu 6 đỏ thì anh em phải thật sự anh em thông thạo với cái bộ này là một này. Thứ hai là trận đấu nó phải đẩy thật nhanh. Cái tốc độ trận đấu nó phải đẩy lên thật nhanh nha anh em nhá. Bởi vì kéo về late game ấy là cái bộ này gặp bộ 6 đỏ nó sẽ bị đẩy rất nhiều máu ấy. 15-20 máu là chuyện bình thường nếu mà 6 đỏ mắc binh nha anh em nhá. 6 đỏ mà kẹp với cả người lùn ấy là cái bộ này sợ lắm. Đây slot rồi, phải bán con gì đi đây. Tôi sẽ phải mua những cái con này tích dần anh em ạ. Ok. Tích dần thôi để chuyển dần sang Feather thôi. Đấy. Trong cái quá trình mà chúng ta đang có cái công nghệ make chúng ta free roll ấy, thế nào thì nó cũng sẽ ra những cái con Feather thôi. Mà ra Feather tôi sẽ chuyển dần. Tôi cũng sẽ bán make dần đi thôi. Cái bộ 9 Feather mà chơi theo tôi đang chơi này, nó sẽ khá là sợ 6 đỏ anh em nhé. Còn nếu mà anh em chơi theo cái kiểu của anh em Hot 1108 ấy thì nó sẽ không sợ 6 đỏ lắm. Bởi vì là cái bộ đấy nó sẽ chuyển sang được là cái bộ xin súng hoặc là bộ 9 Hunter. Đấy, cái giai đoạn late game cái bộ kia nó có thể chuyển được bởi vì nó lấy đồ đam. Mà khi mà lấy đồ đam thì nó sẽ chơi được rất nhiều line up. Ví dụ như là xin súng này, hoặc là nó có thể chuyển sang là Glacier súng cũng được. Đấy, những cái bộ mà có thể chơi để đấm được cái bộ 6 đỏ. Còn cái bộ này thì
hoàn toàn là lấy là đồ thủ, nên là cái việc mà chuyển sang một cái lap nào đấy thì nó khá là tù nha anh em nhá. Nên là tôi thì tôi cũng không nói là cái cách chơi nào nó ngon hơn, nhưng mà đây là nó có một cái kiểu, một cái kiểu chơi khác nhau đấy, để cho anh em có thể là tham khảo hai kiểu chơi, hai lối chơi. Và nó có một cái gợi ý là như này: nếu mà đồ ấy mà ra toàn đồ đam thì anh em chơi kiểu kia, còn nếu mà ra toàn đồ thủ thì anh em chơi kiểu như này nhá anh em nhá. Đấy, cứ cái món đồ nào là món đồ thủ, gồm có là cốc này, chiến thánh này, giáp xoay này, giáp thép này, cấm đánh này, là những cái món đồ thủ thì anh em lấy đấy. Nó khác với cái bộ kia là những cái món đồ đam thì anh em lấy nhá anh em nhá. Thì ví dụ như là nó cho toàn những cái món đồ thủ thì anh em sẽ lấy và anh em chơi theo cái lối chơi hôm nay, tức là cái kiểu gì thì anh em cũng có thể chơi được. Nó còn một cái kiểu chơi nữa, tức là không lấy đồ thủ, cũng không lấy những cái món đồ gây đam tay, mà lấy những cái món đồ bắn trưởng. Đấy, tôi đã từng chơi như thế rồi. Thì chúng ta sẽ chơi là gì? Chúng ta sẽ chuyển được sang 9m nha anh em nhá. Nếu mà chúng ta lấy toàn những cái là giáp băng này, là xung kích này, là huyết trượng này, đấy, gậy tà ác, thì chúng ta có thể chuyển qua lại giữa hai cái bộ là 9 feather và 9m được. Và để cho anh em dễ hình dung hơn với cách chơi mà chúng ta lấy toàn đồ bắn trưởng, thì tôi sẽ để cái video đó ở cái phần cuối của video nhá anh em nhá. Video này anh em sẽ có một cái phần đề xuất ở cuối video, thì tôi sẽ để cái video mà tôi chơi feather hệ bắn trưởng cho anh em xem. Ok. Tạm thời là cái con Whispersia là có thể là tôi cũng không chơi, bởi vì là trận này là sẽ chơi con cây bố cơ. Con cây nó có đồ tăng cơ thì nó sẽ khỏe. Tôi chắc là con này tôi sẽ bán để tôi mua con Saudivo đó. Đấy. Lấy đồ cho con nào làm co ấy thì chúng ta sẽ dồn đồ cho con đấy anh em nhá. Ví dụ như anh em lấy đồ bắn trưởng thì anh em có thể dồn đồ cho Thunder này, dồn đồ cho già này. Đấy, sau đó chúng ta có thể chuyển qua lại giữa 9m cũng được. Gặp những cái bộ counter, ví dụ như bộ Saman chẳng hạn, thì không để 9m mà chúng ta chuyển ra 9 feather. Đấy, bao giờ qua cái bọn Saman thì chúng ta lại chuyển ra 9m chơi. Đấy, tính toán làm sao để cái round gặp Saman ấy thì chuyển qua 9 feather. Đấy, rất là linh hoạt nha anh em nhá. Chơi cái bộ fake linh hoạt lắm. Đấy, chúng ta có thể chuyển qua lại giữa 9m và 9 feather. Đây nhá, ở trong cái trận đấu này nếu mà có Clyde chúng ta cũng có thể chuyển như thế. Tức là nếu mà gặp Clyde thì chúng ta sẽ phải chuyển qua 9 feather. Còn nếu mà chơi gặp với những cái bộ khác ấy, ví dụ là Beat chẳng hạn, thì chơi 9m vẫn ngon hơn. Đấy, clear nhanh hơn. Rồi, con gấu này, buôn phát lửa đi. Gấu này bây giờ cũng không có slot mà cho vào. Thôi tôi bán con Thunder đi vậy. Tôi thì tôi vẫn muốn là nếu mà tôi lên được 8 thì tôi có thể kẹp con gấu. Con Thunder thì thực ra không có đồ bắn trưởng thì cũng không chơi nha anh em nhá. Phải có đồ bắn trưởng cơ. Nó trận này tôi lấy full tăng cơ rồi. Tất cả những cái món đồ tăng thì tôi sẽ dồn đồ cho con cây đó. Anh em chỉ cần build đúng thôi. Anh em lấy đúng đồ, anh em build đúng hướng thôi thì anh em sẽ mạnh. Còn có những cái kiểu mà anh em chơi theo kiểu lửa chừng ấy, tức là nếu mà anh em lấy đồ tăng rồi ấy, xong anh em lại lôi con súng ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không khỏe đâu. Nhưng anh em nhá, đã chơi súng ấy là anh em sẽ chơi là full dam. Đấy, full dam, lấy toàn đồ dam luôn. Không dùng đồ thủ nha anh em nhá, nếu mà chơi súng thì không dùng đồ thủ. Đấy, nếu mà có thủ ấy thì nó sẽ là lấy cái con phượng hoàng vào để làm tăng cơ phía trên. Đấy, phượng hoàng và cây nó là quá đủ để thủ rồi. Phía trên rồi, thậm chí là còn có cả một con nó gọi là con gì? Tôi còn kẹp thêm một con Dominator. Anh em nhớ không? Đấy. Cái bộ sách giáo khoa của anh em Hot 1108 thì không có con Dominator đâu. Đấy, chỉ là phượng hoàng thôi, sau đó lên 9 là thường là anh em sẽ kẹp luôn 5 đô hoặc là một con Doom. Và tôi kẹp thêm một con Dominator nữa ở level 9. Thì nó cũng sẽ giúp chúng ta thêm khống chế để con súng nó bắn. Nói chung là nó linh hoạt anh em ạ. Ví dụ anh em có một cái con bom 2 chẳng hạn, thì rõ ràng là tôi sẽ thay cái con Dominator ra để tôi cho con bom 2 vào. Đấy, nó tùy vào xem là cái slot thứ 9 nó là cái con nào. Nó cái sức mạnh của đội hình mà nó tăng lên đáng kể thì chúng ta thay vào thôi. Slot 9 với slot 10 ở trong cái bộ này nó rất linh hoạt nha anh em nhá. Thường là nó sẽ là kẹp Doom. Đấy, kẹp Doom vào. Để Doom vào những cái bộ line up như là bộ 9m chẳng hạn. Thì nếu mà Doom được vào con Thunder thì cũng ngon. Đấy, hay là chơi gặp, ví dụ gặp mấy cái thằng Fallen ấy, Doom luôn vào con Fallen thế là xong.
khỏi phải hóa. Trên này có đỏ nhá, thằng này chưa đỏ biết ngay rồi. Được lên tivi không nhỉ? Ui giời ơi anh em ơi, anh em nhìn cái thế trận như này đi, anh em còn phải hỏi. Cái thế trận mà nhìn phát biết ngay là cái top 1 rồi, còn nói làm cái gì nữa anh em ơi. Nhìn cái chuỗi như này mà không có top 1 nữa thì nó buồn cười lắm. Anh em phải gặp những cái trận đấu mà tôi không có tiền này, tôi hết tiền, xong rồi tôi sắp xuống hố mà tôi vẫn còn lật kèo được, thì với những cái trận đấu như này mà anh em còn phải hỏi. Rõ ràng là đương nhiên là có clip lên tivi rồi. Mà nói thật với anh em là dạo gần đây đánh ở rank queen thì nó cũng có khác gì đánh ở beat shop đâu. Ôi dồi ôi, bây giờ dễ chơi lắm anh em ạ. Bây giờ đánh rank queen bây giờ nó phổ cập rồi mà, chơi nó có gì khó đâu. Ngày tôi có khi tôi sản xuất được cả chục cái clip ấy chứ. Đấy, cái vấn đề là tôi có muốn up lên hay không thôi. Anh em cứ tin là như thế đi nhá anh em nhá. Cười. Dạo gần đây có vẻ như là làm YouTube quen rồi là nói chuyện bon phết. Bốc phết bây giờ là coi như là thành thần rồi anh em ạ. Dã man thật sự. Nói là coi như không ngượng mồm luôn mà. Mình cũng phục mình luôn. Thề. Còn sự thật là gì? Sự thật là bây giờ vào trong rank cứ gặp anh em Việt Nam là sợ. Cứ gặp anh em Việt Nam là sợ. Thú thật với anh em như thế luôn. Đấy, anh em chào cái tôi đã thấy sợ rồi. Đấy, đi đâu là cũng phải là cảm giác như là rất là sợ hãi. Vì bây giờ trình độ của anh em Việt Nam bây giờ trình độ cao quá. Đấy, chỉ thích là vào trong game là gặp nước ngoài thôi, chứ còn gặp anh em Việt Nam thì thôi cứ im im mà chơi. Đấy, cứ nhẹ nhàng tình cảm mà chơi thôi chứ cũng đừng nói gì. Đấy, để nếu mà có thua thì người ta bảo mình là fake. Đấy, còn nếu mà có thắng thì mình cũng thôi nhẹ nhàng lên clip thôi. Đấy, rồi lúc đấy thì là thật. Chứ còn bây giờ nói thật với anh em là đi đâu thì cũng nói chung là cũng im im mà chơi nha anh em nhá. Còn tôi nếu mà anh em muốn thì tôi có thể miêu tả cho anh em những cái lần mà tôi làm clip thì nó sẽ như nào. Đấy, tôi bật máy lên này, rồi tôi file game này. Đấy, file game gặp ngay 8 ông Việt Nam. Ôi trời ơi, giật mình lần một nha anh em nhá, giật mình lần một. Đấy, vào trong game có người có phải Tuấn Cơm không? Úi ôi, giật mình lần hai. Giật mình luôn anh em. Đấy, giật mình rất nhiều lần luôn. Đấy, sợ lắm anh em ạ. Ngũ Long Hòa Hình giật mình lần thứ ba luôn. Ôi rồi ôi, Ngũ Long Hòa Hình kìa. Đấy, dã man chưa? Mồ mố. Giật mình lần thứ tư luôn. Anh em gặp trong game anh em donate luôn anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Gặp anh em mà tôi giật mình nhiều như này. Chắc tổn thọ mất. Ôi tôi chết tôi rồi, tôi ấn nhầm. Ôi rồi tôi lại ấn vào cái nút roll. Tôi có hai con gấu, tôi lúc đấy tôi ấn nhầm. Trời ơi. Cay à. Thực ra thì gấu thì cũng hết slot rồi. Bây giờ chả nhẽ áp con gấu lên 2 tí nữa bán đi phí lắm. Tôi đang đợi ấn win. Với con cây rồi tôi thay dần ra thôi. Gấu này chắc tôi cũng bán sớm rồi anh em ạ. Tạm thời thì cái giai đoạn này chưa con nào thay thế, tôi cho tôi chơi tạm. Con gấu nó khỏe. Không. Gấu vẫn chưa bỏ được. Gấu chưa bỏ được. Gấu này nó khỏe, nó gọi ra thêm con đệ 1600 máu thì tăng cơ nó cũng ngon. Đấy, giai đoạn này tôi chưa bỏ đâu. Cây lên được 2 sao. Cây lên được 2 sao cái đã. Sau đó wing lên được 2 sao thì thôi, bỏ gấu. Hoặc là thêm được một con thỏ nữa, một con thỏ 2 sao nữa tôi bỏ gấu. Đây rồi. Một con thỏ nữa thôi, roll nhá. Một thỏ nữa thôi. Hai con thỏ 2 sao, roll cái. Được quá anh em ơi. Rồi, đấy, nó có cái slot thay thế cho con gấu rồi. Hay. Bây giờ nhá. Nếu mà con cây lên được 2 sao thì tôi sẽ bỏ con wing vào, xong tôi vứt hai con 2 sao đi. Tôi vứt hai con, tôi giữ lại hai con mèo đó. Giữ lại hai con mèo và con có thể con zipper khỏe có thể giữ lại. Đấy, con zipper thì tương đối khỏe giai đoạn này. Hai đô 2 sao giai đoạn đầu game gây sát thương thuần. Đấy, để đánh với mấy cái thằng lai ấy thì chúng ta cần những cái con sát thương thuần ở giai đoạn đầu game. Ủa, nuôi con ọc cái lên 3 sao luôn á. Ủa, vãi đái vậy. Thank you.
U thằng này chơi cái gì nhở? Glacier kẹp Kira. Glacier kẹp Kira. Có thật là như thế không? Ảo Makara vậy. À, tôi biết thằng này chơi gì. Glacier co là con Velom anh em ạ. À. Tôi biết. Tại sao nó lại thế? Từ từ nhá, ra Grim này. Grim là chúng ta có 9 phe giờ đấy. Nhưng mà bây giờ 9 phe giờ chuyển vào yếu. Bình tĩnh. Đây, nó sẽ là như này. Bây giờ 9 phe giờ cho vào là mất chuỗi luôn. Khẳng định với anh em luôn. Bởi vì làm sao? Cây chưa lên được 2 sao. Tăng cơ còn yếu anh em nhá. Chúng ta sẽ phải đợi đến round 21. Round 21 tôi sẽ form. Bây giờ chưa form được. Bài còn yếu lắm. Bài yếu lắm anh em ạ. Thậm chí là 21 tôi cũng chưa form đâu. Cây phải lên 2 sao. Cũng phải dày một chút thì mới chơi được. Bây giờ mèo đang gánh anh em ạ. Mèo đang gánh đam. Mèo và cái bộ si vét ấy, nó đang mạnh hơn so với bộ 9 phe giờ hiện tại. Cái thằng vừa nãy tôi biết tại sao nó chơi cái bộ đấy. Hôm nay ở trên diễn đàn, ở trên diễn đàn Auto Chess Việt Nam ấy, nó có người khoe chơi cái bộ 6 Glacier kẹp với cả con Velom. Velom làm co. Đúng rồi, chính xác. Sau đó có rất nhiều người comment ở phía dưới. Tôi nghĩ đây là cái hệ quả của việc đấy. Ok. Rồi, thôi nha, bán nha anh em nhá. Ra đu mà hết slot rồi. Rao quái chuyển luôn, rao sau tôi sẽ cố tôi roll cái con cây lên 2 sao. Ra đu mà đương nhiên là tôi sẽ không thể làm mà tôi có thể là bỏ nó đi được. Già luôn này. Chơi được hết nha anh em nhá. Con nào mà có thể giúp hỗ trợ gây đam thì tôi sẽ lấy hết. Kể cả là con già này. Nhưng mà đồ thì vẫn dồn cho con cây thôi. Có rất nhiều anh em là khoe trên các cái diễn đàn ấy, những cái line up. Và nhìn thì nó rất là hay ho và có nhiều người muốn thử. Đấy, cũng giống như là tôi ra clip thôi. Thì tôi múa nhiều thì anh em cũng thấy hay thì anh em cũng muốn thử. Xem là tôi chơi như nào. Đấy, cái đợt trước tôi cũng chơi cái bộ đấy đấy. Tôi cũng chơi cái bộ đấy. Nhưng mà tôi không kẹp Kira. Kẹp Kira làm gì tốn slot. Cái bộ đấy nó được hưởng có 2 tầng Kira thôi mà. 2 tầng thì nó đáng bao nhiêu đâu. Chúng ta thay vì 2 tầng Kira đấy là cộng 50% đam thì chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn khác nó ngon nghẻ hơn. Đây rồi, cây lên 2 rồi, ok. Rồi, cứ roll ở cái level này thôi anh em nhá. Full 2 sao rồi mới tính nó up cấp được. Thỏ 3 nữa thì mới up được. Wing Ranger là cũng phải lên được 2 sao. Ok, ở đây tôi đã để dành cái Blink ở đây rồi. Tôi đã để dành một cái Blink ở đây rồi. Nhất lẽ tôi chưa lấy để tôi ghép cái Blink. Đấy. Rồi. Ok. Sẽ có Blink để thực hiện cái combo giữa cái con Grim và con thỏ. Đúng rồi đây anh em ạ. Đây nó sẽ là 6 Glacier, sau đó thì kẹp cái con Velom đấy. Nhưng mà bộ đấy đánh ở level 9 đúng không? Level 8. Level 8 nó chơi được, level 9 thì thêm được Warlock. Nhưng mà gặp tôi đẩy nhiều quá này anh em ơi. Rồi, roll tiếp nha anh em nhá. Rồi, win lên được 2. Đấm rồi. Nhưng mà tôi sẽ vẫn roll ở level 8 thôi. Cho đến khi nào con cây lên được 3 sao đã rồi mới tính. Hay là up 9 nhỉ? Tôi để xem đối thủ đã nha anh em nhá. Xem đối thủ đã. Up 9 thì kẹp thêm một con Doom vào chơi cái bọn đỏ kia cũng ngon. Combo Doom. Để Doom với cái bọn Saman Fallen thì cũng ngon. Đấy. Thực ra nhá, ngày trước ấy thì chúng ta chơi ở level 8 chúng ta roll con cây lên 3 sao bởi vì là làm sao? Bởi vì là cái phần trăm ra 3 đô ấy ở level 8 nó là 30% và lên level 9 nó giảm xuống còn 25%. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là người ta chỉnh lại rồi. Người ta chỉnh lại là ở level 8 ấy là cũng là 30% mà lên 9 thì cũng là 30%. Đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta có chuyển 8 hay chuyển 9 thì nó cũng như nhau thôi. Lên 8 lên level 9 thì roll thì nó cũng như nhau. Chúng ta có thể roll được 3 đô. Đây ở cái trận đấu này có một thằng khác nó lại chơi là Velomancer kẹp với cả Kira xong rồi lại
kẹp với Clyde. Nó lại chơi thế cơ anh em ạ. Ảo thật sự. Đấy, hai thằng tranh nhau về lo mới này thì chắc là không ra được rồi. Trứng này hay quá nhở. Liệu răng có phải là một con thỏ ba sao? Đây rồi. Hết tiền luôn anh em ơi. Thỏ ra đi thỏ ơi. Ra đi bạn ơi. Doom 2 này. Thôi tôi đập trứng luôn anh em nhá. Đập trứng luôn cho thỏ đấy. Thỏ 3. Ok. Thỏ 3 rồi bạn ơi, combo đẹp. Combo đẹp ơi rồi ơi. Chán vậy. Combo không đẹp cho lắm. Ok, con Doom này lên được 2 sao rồi anh em ạ. Có khi là thôi tôi lên 9 luôn, nhưng bây giờ một con Doom 2 sao để ngoài nó phí lắm. Anh em ạ. Khả năng lên 9 kẹp Doom 2 sao rồi chứ. Anh em nhỉ. Giờ Doom lên được 2 sao rồi, chả nhẽ lại cho em nó đứng ở ngoài nhìn. Nhẽ. Cây thì bây giờ roll thì cũng chả biết đến đời nào mới ra lên được 3 sao. Đúng không anh em, mà tốn tiền là có khi không lên được 9, nó phí. Sức mạnh đội hình mà cho Doom vào nó cũng khác hẳn đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ lên 9 thôi chứ tôi không roll nữa đâu. Thôi cái tầm này thôi. Cây tự ra thôi, cái tầm này cây tự ra thôi anh em. Rồi một cái combo rất đẹp ở đây. 9 warrior vớ vẩn bay màu. Doom 2 sao nhưng mà để làm gì đâu. Có nó 8 máu ấy, đẩy khủng khiếp luôn, 17 máu anh em ạ. Dã man thật sự. Kiếm hồn luôn này. Kiếm hồn này cũng chơi được feather anh em nhá. Thôi chắc lên 9 thôi anh em. Tầm này lên 9 thôi. À nhưng mà round sau round 25. Round sau round 25 rồi. Thôi từ từ anh em ạ. Round sau round 25 thì việc gì phải up cấp vội. Từ từ nói. Ui anh em nhìn kìa. Tôi 100% máu. Anh em nhìn ở dưới đi. Ngoài tôi 100% máu ra thì cái thằng ngay sát tôi là 37 máu anh em ạ. Top 2 và top 3 37 máu. Còn lại thì ôi dồi ôi. Dã man thật sự. 9 phe giờ nó hơi bị đỉnh của nó đấy anh em. Bộ này nó khỏe lắm anh em ơi. Đánh 9 phe giờ bây giờ vớ vẩn tôi làm content cho anh em. Xong bây giờ tôi luyện là mắc thông thạo bộ này luôn rồi chứ lại. Đấy là cái trận này tôi còn chưa có chén thánh nữa nhá. Chén thánh cho cây đấy. Đồ là nó hơi sai một chút đấy. Tôi cứ phải mắc ở chén thánh này, giáp thép này. Ui dồi ôi. Thế thì cái con cây này chắc là nó khỏe lắm nhờ anh em nhỉ. Giáp xoay. Ui đương nhiên. Còn phải hỏi. Đương nhiên nó sẽ là cái giáp xoay rồi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ lên 9 anh em nhá. Rồi lên 9 thôi. Rôn gì. Cây bây giờ cây tự ra. Không phải rôn. Đây giáp xoay. Đấy, cứ đồ trâu cho con cây thôi. Tôi lấy thêm cái giáp này cũng được này. Ở đây có cái giáp da bò là thực ra là nếu mà ghép BKB thì trận này không cần lắm. Đấy, mà nếu mà chúng ta lấy cái giáp da bò chờ xong rồi tí nữa chúng ta đợi một cái giáp thép thì cũng rất là ok. Theo tôi là thế là cũng ok đấy. Đấy. Nhưng mà nếu mà lấy ví dụ như là lấy một cái chén thánh thì sao? Tức là tôi vẫn đang muốn là đợi cái slot đấy. Nó chưa muốn lấy vội. Nó còn một cái chén thánh nữa. Vì nó có cái áo mưa anh em ạ. Mà lấy giáp thép cũng ngon nha anh em nhá. Giáp thép, những cái con mà con bóng ấy, nó cũng sẽ được hưởng giáp thép. Thằng này có khi bay màu này. Thằng này chơi Warrior gặp cái bộ 9 Feather đẩy kinh lắm anh em ạ. Mấy thằng Warrior gặp 9 Feather thì xác định luôn. Ui dồi ôi, anh em thấy không, đẩy căng không. Trứng này, nhưng mà từ từ nha, trứng này không phải đập cho cây. Trứng này là tôi để là tôi đập cho kiếm hồn.
Kiếm hồn chứ. 5 đô chứ sao lại phí đập luôn cây làm gì? Cây tự ra thôi anh em ạ. Tầm này cây tự ra thôi. À tôi có cái áo mưa rồi mà. Ui bây giờ tôi mới để ý. Thế lấy cái giáp cũng được ấy. Bây giờ ghép thêm một cái giáp xoay nữa được này. Tôi có áo mưa rồi. Tôi quên mất đấy, con cây nó đang cầm cái áo mưa. Có 6 đỏ anh em ạ. Lấy con Dark Spirit vào. 6 đỏ cần phải có con Dark Spirit để counter bọn 6 đỏ anh em nhá. Bộ này chúng ta rất sợ 6 đỏ. Kể cả con Dark Spirit nó cũng không phải là nó là counter được đâu anh em ạ. Late game nó, cái con Dark Spirit của chúng ta, cái bóng của con Dark Spirit mà nó chết ấy, là con heo sẽ gọi ra một con Dark Spirit. Và nếu mà đấy là một con Dark Spirit 1 thì nó sẽ là con Dark Spirit 2 sao. Gặp ngay thằng này. Quang rồi. Khả năng mất chuối là cao. Không đánh cái thằng này anh em ạ. Không đánh cái thằng này. Thằng này nó đã 6 đỏ, nó còn 4 Sama nữa cơ. Khó. À, anh em thấy là cái con heo nó gọi ra con già của tôi kìa. Khó chưa? Thậm chí là nó sẽ gọi ra Doom, nó sẽ gọi ra Dark Spirit nếu mà chúng ta có. Mất ngay chuỗi cho cái thằng counter ạ. Bây giờ nó đang máu nó đang cực thấp và nó đang comeback bằng cái bộ 6 đỏ. Ui giáp này, giáp thép. Ngon. Có giáp thép rồi. Hay quá nhở. Hay là tôi lấy thêm một cái giáp xoay nữa nhở. Đánh với cái bọn 6 đỏ nó cần hồi máu. Cái bọn 6 đỏ đấy nó rất là trâu. Mà chúng ta cần hồi máu chứ chúng ta không cần giáp. Nhưng mà đánh với những cái thằng khác thì sao? Trận này mà không có cái thằng 6 đỏ nó ngáng đường thì tôi là vô địch đấy anh em ạ. Không có 6 đỏ ngáng đường là tôi 100% máu đến hết game. Đấy nhưng mà có thằng đấy thì nó hơi sợ. Nó phải nói là cực sợ luôn đấy. Có thể là chúng ta sẽ không chơi được 9 giờ để hết game đâu. Chắc là sẽ phải chuyển anh em ạ. Chuyển bài để counter vào cái bộ 6 đỏ. 6 đỏ 9 giờ là bị counter. Đẩy hết những cái nhà 9 warrior đi rồi chúng ta sẽ chuyển đội hình nhá anh em nhá. Đấy còn thôi, chắc là không chơi được rồi. Tôi ở đây thực ra giáp thép cũng chơi được. Tôi sẽ chuyển qua một cái đội hình mà chúng ta có thể chơi. À chúng ta không cần lấy. Ở đây chúng ta có luôn đồ luôn. Đấy rồi. Cấm đánh 2. Được. Lấy cái cấm đánh 2 đã này. Ở đây có giáp thép luôn này. Được. Thậm chí là ở đây chúng ta có thể ghép một cái huyết trượng cho con già cầm tạm. Huyết trượng hay là hút máu trừ giáp. Hút máu trừ giáp cũng được luôn. Ở đây ghép được cả hút máu trừ giáp luôn này. Đấy nhưng mà chúng ta có thể, thậm chí là ở đây còn găng tay Kira để cho ra bắn trưởng thì cũng ok. Ghép được 3 món nhưng mà tôi, theo tôi thì nó có lẽ là cái huyết trượng là ngon nhất anh em ạ. Thôi tôi ghép cái huyết trượng này. Huyết trượng này. Còn 3 nhà. Tôi không đập trứng cho cây đâu anh em ạ. Tầm này tôi phải giữ trứng rồi tôi đập cho chú quỷ nhá anh em nhá. Tôi chuẩn bị chuyển rồi. Ở đây là chúng ta sẽ chiến với hai nhà Saman kẹp với cả Fallen. Ui nhưng mà thằng Fallen Saman này có vẻ bị tôi đẩy khá là căng ở đây. Ui rồi bao nhiêu máu đây. Mà rất là đáng tiếc ở đây là cái bóng của nó thôi. Cái con Grand Herald của tôi nó cướp được đúng một con cây anh em ạ. Victorcia đẻ một đống luôn này. 27 máu. Rất là may mắn là đấy nó chỉ là cái bóng của tôi thôi. Rồi. Tôi sẽ chuyển dần anh em nhé. Cái lý do là bây giờ là tôi sẽ phải up lên 10 và tôi chuyển sang Witcher. Nên là tôi sẽ không up cái trứng con cây ở đâu. Một quả trứng cho chú quỷ và một quả trứng cho kiếm hồn. Đấy. Chúng ta chỉ cần kiếm thêm một con Witcher nữa thôi. Nó có thể là con Tabu Witcher, nó là ngon nhất là con Tabu. Và cái con thứ hai là con ảo ảnh. Con ảo ảnh thì tôi cũng sẽ thay cái con Fallen ra. Bởi vì Fallen không chơi ở trong cái bộ này. Chúng ta sẽ chơi là 6 Feather kẹp với cả Witcher anh em nhé. 6 Feather kẹp Witcher. Chơi ở level 10 là đánh được. Chúng ta sẽ bỏ Doom đi. Tạm thời bỏ Doom. 6 Feather Witcher là có thể đấm được cái bộ đỏ anh em nhé.
với điều kiện là chúa quỷ lên được 2 sao. Đấy, chúa quỷ lên được 2 sao hoặc kiếm hồn lên được 2 sao và đánh được. Còn nếu mà giữ 9 feather thì chắc chắn là sùng hố. 9 feather không chơi được bộ đấy anh em ạ. Nó bị counter mà. Rồi, ở đây chúng ta lấy được cái huyết trượng. Chỉ lấy được huyết trượng á, chả lấy được cái gì. Huyết trượng thì tí nữa sẽ dồn cho con kiếm hồn, không sợ nha anh em nhá. Không sợ là bị thiếu đồ đâu. Chúng ta sẽ không sợ phí cái món đồ đó. Kiếm hồn chơi được. Rồi, bơ linh cho kiếm hồn. Áp lên 10 để chúng ta có cơ hội ra kiếm hồn và chúa quỷ. Ok, đồ này thì từ từ đã anh em nhá. Rồi, con này không chơi. Lancer không có slot đâu. Lại quả trứng nữa này. Trứng đấy thì cứ từ từ đã. Đập cho Squire. À không, không phải Squire. Quả trứng đấy anh biết đập cho gì không? Quả trứng thứ 3 sẽ đập cho Sailing Assassin. Chính xác. Sailing Assassin hoặc là Dark Spirit. 3 quả trứng này sẽ đập cho những con 5 đô nha anh em nhá. Giờ tôi còn nhiều máu mà. Không sợ. Ui rồi anh em nhìn kìa. Thằng này mặc dù là đao này tôi không có cướp được cái con cây, nhưng mà anh em thấy là có vẻ như là Fallen Witcher sắp coi như là gãy cánh rồi. Gãy cánh. Ui rồi. Quá đơn giản. Ốp. Hai thằng đi luôn anh em ạ. Vãi đái thật. Tôi còn không hiểu là tại sao mà tôi lại có thể ăn được cái bộ 6 đỏ khi mà tôi còn chưa chuyển bài luôn. Trong đội hình chưa có Dark Spirit. Thế ăn cái kiểu gì nhở? Đây khả năng cao là một cái combo rất đẹp. Và cái con Doom, nó Doom được toàn bộ đội hình của đối thủ. Tôi đoán là như thế chứ thực ra tôi cũng không biết đâu anh em ạ. Dạ mà thật, trận đấu nó kết thúc ở round thứ 31 anh em ơi. Đấy anh em thấy không? Chơi 9 phe giờ nó nhanh đến như thế đấy anh em ạ. Đó, thế là hôm nay tôi cũng đã giới thiệu cho anh em một cái lối chơi khác của bộ 9 phe giờ anh em nhá. Có rất nhiều anh em chưa biết cái cách chơi này thì anh em có thể tham khảo. Chúng ta đã có hai kiểu chơi rồi. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên phải. Cũng là 9 Feather nhưng mà Feather hệ bắn trưởng anh em nhé. 9 Feather hệ bắn trưởng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái 9 Feather nhưng mà 9 Feather hệ siêu lẻ. Cũng rất hay anh em ạ. Đó, chúng ta có 4 kiểu chơi anh em nhé. Anh em tin tôi đi, hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!